Top 1 dấu hiệu nhận biết người miền Tây, trà sữa có thể không uống nhưng trà đường phải uống bằng ca. Để mà nói về cách nhận biết anh em miền Tây thì có rất nhiều. Chẳng hạn như nghiện nằm võng, ăn cơm với trái cây. Và ngoài ra còn có một cách nhận biết nữa, đó là niềm đam mê bất diệt với ca trà đường. Anh em miền Tây và trà đường có một sự gắn kết từ trong xương tủy. Đặc biệt người miền Tây uống trà đường không bao giờ uống bằng chén, cốc, mà phải uống bằng ca, bằng xô, bằng phích nó mới đã cái nư. Mở mắt ra là uống trà đường, chưa ăn cơm xong lại uống trà đường, chiều đến sang hàng xóm tám chuyện cũng lại uống trà đường. Trà sữa thì có thể bữa uống bữa bỏ, người thích người không, chứ riêng trà đường thì đều đặn ngày vài cữ mới có tinh thần làm việc. Nói chung cứ đến miền Tây, vào 10 nhà thì hết 11 nhà có cái võng với ca trà đường kế bên. Truyền thuyết kể rằng, nếu người miền Tây mời bạn uống trà đường thì có nghĩa là họ rất quý bạn. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.